Hi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay lại là một câu chuyện nữa anh em. Một câu chuyện, mỗi ngày một câu chuyện ha. Cứ xem kênh của Minh là cứ mỗi ngày là có một cái câu chuyện là vui. Câu chuyện về xe. Đây, khỏi nói nhiều để mình quay camera lại cho anh em. Mấy công anh em nói là tại sao quay vlog không thấy mặt Minh thì Minh đây. Thì anh em thông cảm nha. Tại vì á, mình có tâm sự anh em xíu. Mấy anh em coi những vlog khác á, mấy anh em nói đầu tư máy quay đồ thiết bị đủ thứ, nhưng mà mình nói công việc quá nhiều, mình chỉ có một chiếc điện thoại để quay vlog lại cho anh em xem thôi, anh em thông cảm nha. Rồi bây giờ mình sẽ kể câu chuyện đó cho anh em nghe. Thấy hai thanh niên đang tập xe, đây là thằng em của mình nha, nhân viên mới đó. Đây mình sẽ kể sao. Đây là chiếc R15 mà người đó đã, thanh niên đó. Đó, nói chung là qua đây mua xe của mình thì mình cũng coi như là anh em thôi. Đó, thì đây, trời mưa nha anh em, trời đang mưa nè. Đó, Minh Biker chỉ có chiếc điện thoại để quay vlog thôi. Anh em nào có thương thì tài trợ cho cái gì quay vlog đi. Đó. À, đây, nói tiếp vô vấn đề. Thì đây, con R15 V3 mà người em đó đã đặt mua của Minh. Cọc xe thì con xe rất là đẹp, thì mình kiếm xe thì anh em cứ yên tâm, tùy vào cái giá tiền mà sẽ là con xe đẹp hay là xấu nha. Đó, nhìn đây rất là đẹp, đồ chơi đầy đủ, CNC, ốp CNC, chống đổ, bảo vệ phuộc, cánh gió, kính gió độ, ốp CNC, đó, bảo vệ phuộc, bảo vệ bình xăng, đồ các thứ, đó. Xe là mới luôn nha. Mới hay không nhìn cái vỏ nè, chỉ nè, thấy chưa anh em, thấy đường chỉ chưa, anh em thấy chưa, mình thấy rồi đó. Rồi đây, chỉ còn nguyên nè, đó, giao chiếc xe đẹp vậy nha. Đó, còn biết giữ hay không là quan trọng là ở anh em. Thì đây sẽ là một câu chuyện, lại là một câu chuyện, chưa biết mua, chưa biết chạy xe mà đã đặt mua xe mô tô rồi. Thì bây giờ mình kỹ thôi, bây giờ mình cũng có thể cho anh em lấy xe về, mặc kệ anh em thích làm gì anh em làm, nhưng mà mình cái mình không có cho phép, mình bắt là phải đó đang tập đó, lấy chiếc xe ẹt ra để tập chạy cho nó quen rồi mình mới chạy được cái xe này, chứ mà giờ không biết chạy ra đường nguy hiểm cho bản thân mình, rồi nguy hiểm cho chính người tham gia giao thông nữa, anh em hiểu ý mình nói không? Có nghĩa là nguy hiểm cho chính người em mua xe của mình, và nguy hiểm cho những người đó đang tham gia giao thông, giống như cái cô đang chạy đó. Đó, lỡ nó không biết chạy rồi ấy sao. Là hồi nãy giờ mình nhờ em của mình kèm nãy giờ rồi, là mình xong việc mình mới chạy xe ra để coi có chạy được không. Chạy được thì sẽ cho đem xe về, còn không chạy được là bắt buộc mình phải giam xe lại showroom. Đó, sao nãy giờ chạy được, ok không? Chạy ổn đúng không? Đó, anh thấy cũng chạy ok rồi đó. À, áo đâu? Ba cái. Hôm bữa mình đi phân tiết là không có thời gian nhặt đó. Rồi, trừ tiền. Áo. Nè, anh thấy không? Anh cũng phải mặc áo rồi, thấy không? Thôi, cho anh em ngắm xe một phát nữa nè. Nói chung là mình đơn giản lắm anh em. Xe chỉ có gì này đổ mưa, quá mưa anh em. Anh em thấy cái dung dịch dưỡng mà Minh dưỡng không? Minh hay xe của khách hay xe của ai, bất kỳ anh em nào Minh về Minh đều dưỡng hết. Dưỡng khi á, mưa xuống á, nãy em nó đơm nè, quét cái lả đi nhẹ, chỉ cần lấy khăn lau cái lả đi. Rất là đơn giản. Mưa chạy cẩn thận nha. Ồ, rành rồi đó. Thiệt luôn, cái này nó hơi cực nhưng mà được cái anh em mình nó vui, hiểu không em? Được cái anh em mình vui. Bởi vì một anh em đã biết chạy con tay rồi thì mình sẽ vui hơn đó. Mưa rất là mưa luôn anh em. Mưa rất là mưa, nhưng mà phải chạy ra coi thử tình hình như thế nào, chứ ở trong showroom không có an tâm. Thực sự luôn là không có an tâm luôn. Mấy anh em chạy xe rất là sợ. Xe rất là đẹp, biển thành phố Hồ Chí Minh. Đó, anh chạy được nãy giờ nhiều đó. Đó, thấy anh chưa? Ôi, đá số rồi vô, tập đá số 1, từ số 1 đến số 6. Ủa, xe em có 5 số hả?
À, thì ra biết em biết sao tại sao ẹt mà có 5 số không? Sao? Tại ẹt 5 số bởi vì á nó 5 số nó giảm bớt đá số nhanh, hiểu không? Trộm chó thì coi chừng con chó. Trời ơi, con chó chú ơi. Thấy ẹt chưa? Chú ơi, chú ơi, chú thấy ẹt chạy mà chú còn dắt chó đi ra. Chú. Người ta cố tình làm cái này 5 số, người ta sắp ra con ẹt 55 6 số rồi. Thì nói chung động cơ với lại R15 nè. Thấy không? Đồ mà ẹt sai đá số bầy chó mất tiêu. Em nha, có chó người ta đang đi công viên đừng chậm chó nha em. Cười hên cười hên cười cười cười. Rồi anh thấy ổn rồi á, có thể cho đem xe về được rồi á. Ừ, bây giờ cho chạy xe này nha. Bây giờ cho lên xe này. Bây giờ mình qua con này đi. Được không? Exai xé gió, bay gì chó mất tiêu. Nó chứ exai ngon lắm anh em, đẹp đơn giản. À, cái mà trộm chó là anh em mình chỉ giỡn cho vui, đùa cho vui thôi, hài hước thôi. Chứ không có ý cà khịa gì nha, tại hài hước thôi, tại vì nhiều người ta trộm chó ta lấy ẹt đó, nhưng mà tại vì chiếc ẹt nó ngon. Chiếc ẹt nó ngon, nó bốc, nó mạnh, cho nên người ta sử dụng nó vào ý đồ chính đáng. Lộn, vào ý đồ không chính đáng. Đó, thì cho nên Đó nó mạnh, nó chờ một con chó mới chờ hai người trên xe phóng. Nó nói gì vậy? Thì ra nó mạnh là nó chở hai người trên xe phóng, người ta dí không kịp. Ok, hợp lý. Chứ con xe không có lỗi gì nha anh em. Lỗi là lỗi ở con chó. Lộn quá. Lỗi là lỗi của con người đi chậm chó. Lộn, lộn. Vô đi, đổi xe. Đổi xe, đổi xe. Rồi. Ok rồi đó. Giờ qua. Con này cảm giác lái nó khác đó nha. Con này là dòng dòng xe để thiết kế đi phổ thông đi trong thành phố, còn cái dòng này dòng thể thao nó khác. Con này á theo mãi là nó hầu như thuần sport, hầu như luôn á, hầu như là thiết kế cho giống thuần sport nhất có thể trong những chiếc xe trong trường đua á. Còn con số các chủ là giống y chang đó. Rồi, mét mấy? Mét 7 rồi, rồi, R15 ok rồi đó. Thoải mái. Đá số M đang ở số 1 nên anh chạy đi số 1 móc lên. Rồi. Công tắc khẩn cấp gọt xuống. Đó, rồi. Rồi, thử coi. Em có được lấy xe về hay không là phụ thuộc vào cái lần chạy xe này nha. Con này á lả lên cái bửng nha, cái bửng này là bửng độ nha anh em. Đó, bửng ở dưới nè. Thấy chưa? Khác liền. Anh quá đẹp luôn em, xe quá đẹp. Rồi mấy bé chó ra lại nha, ẹt nó núp rồi. ok. Cái cảm giác lái nó khác, nó khác, nó là sợ bọt. Em ngồi á muốn đỡ mỏi ngồi xích cái đít ra xíu nè, cái tay á lúc nào cũng thả lỏng đừng có gồng, hiểu không? Cái tay thả lỏng ra đừng có gồng, thả lỏng càng lỏng là càng đỡ mỏi. Cái này hơi khuỵu tay xuống, có nghĩa là lỏng, thả lỏng ra em để vậy là em gồng rồi, thả lỏng hết nhất có thể chạy là thoải mái thôi, đúng không? Đó, sao thấy xe đẹp không? Không đẹp gì nữa, không đẹp trả xe đây. Được, chạy được, giấy tờ đừng để ướt nha. Về cất giấy tờ hết cho anh, rồi chạy thôi. Chạy thêm vòng nữa đi rồi cho chắc chắn. À, bây giờ thì coi như là mình mới tập chạy, mình không có rành đi. Thì chịu khó rà con đi chứ sao giờ, hiểu không? Anh rà con, anh cứ... Thì bây giờ chịu khó rà con thôi, mình chưa biết chạy mà. Anh cứ... Đừng có thả hết á, anh cứ để một tí. Ừ, mình chưa biết chạy mà phải chấp nhận thôi. Nhưng mà rà con rất là hại máy. Nhưng mà mình chưa biết chạy, mình an toàn cho bản thân mình trước đi.
Còn mấy cái này hư sửa thay thế được mà. Người em khó thay á. Rồi. Đẹp ha, xe này màu đẹp. Ông lạng hả? Nãy mới lạng hả? Nãy mới lạng hả?